Liên bánh chào quý vị ơi, một tin chấn động. Hiện tại trong chùa Phật Quang có tới một vị tiến sĩ luật và 22 người cử nhân luật. Thử hỏi các tăng ni đi tu mà cần bằng luật để làm cái gì, động cơ gì, mục đích gì? Thưa quý vị, cộng đồng mạng đang chia sẻ lại cái bài đăng của chúng thanh niên Phật tử Phật Quang thành phố Hồ Chí Minh đăng vào ngày 26 tháng 1, 2019 với cái nội dung là: Sư phụ và quý thầy cô Thiền Tôn Phật Quang tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội, sư phụ đạt thủ khoa niên khóa 2016 đến 2019. Sáng nay ngày 26 tháng 1 2019, trường Đại học Luật Hà Nội long trọng tổ chức lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho 41 tân cử nhân vừa hoàn thành khóa học, trong đó có sư phụ và 22 quý thầy cô tại Thiền Tôn Phật Quang. Khóa học kết thúc với 7 bằng giỏi sư phụ và 6 quý thầy cô. Một điều đặc biệt hơn nữa, sư phụ tuy là học viên lớn tuổi nhất nhưng đã đạt thủ khoa với số điểm tổng kết xuất sắc là 8.67. Phát biểu tại lễ bế giảng và trao bằng, tiến sĩ Trần Quang Huy, phó hiệu trưởng phụ trách trường Đại học Luật Hà Nội, cũng đã có những lời chia sẻ hết sức chân thành tới toàn thể quý vị có mặt tại hội trường. Ông dành nhiều lời khen ngợi tới sư phụ và quý thầy cô chùa Phật Quang và các học viên vì đã có một tác phong học tập hết sức nghiêm túc, chăm chỉ và luôn yêu kính, tôn trọng các giảng viên, cán bộ tại trường Đại học Luật Hà Nội nói riêng và thầy cô giáo nói chung. Ông chia sẻ rằng sư phụ và quý thầy cô luôn đến lớp học rất sớm và luôn chăm chú lắng nghe trong giờ giảng. Đồng thời sư phụ luôn giúp đỡ những bạn học cùng lớp và chia sẻ những điều tốt đẹp tới mọi người. Sư phụ cũng là học viên cao tuổi nhất và luôn dẫn đầu lớp trong các phong trào học tập và các bài kiểm tra. Sư phụ là tấm gương để cả lớp noi theo. Đây cũng là khóa văn bằng 2 có nhiều bằng giỏi nhất từ trước tới giờ của Đại học Luật Hà Nội, cũng là khóa học để lại nhiều ấn tượng đẹp đẽ nhất đối với ông và các thầy cô giáo. Theo thông lệ, các lớp học tổ chức ở đâu thì sẽ trao bằng ở đó. Lớp đại học này tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh nên theo lý sẽ trao bằng tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng thể theo nguyện vọng của sư phụ và tập thể lớp, ban giám hiệu đã quyết định trao bằng tại trường cơ sở chính của trường tại Hà Nội. Đây cũng là tấm lòng của sư phụ muốn gửi lời tri ân sâu sắc tới các thầy cô, giáo và chính ngôi trường mà người theo học. Điều này một lần nữa làm cho ông hết sức xúc động. Đọc tới đoạn này mới sởn gai ốc vì cái sự tâng bốc nè quý vị. Qua đây chúng con thật sự khâm phục ý chí của sư phụ. Tuy sư phụ đã lớn tuổi, công việc hoằng pháp bộn bề, nhưng lúc nào người cũng học tập nghiêm túc. Và kết quả học tập xuất sắc của sư phụ chính là tấm gương rực sáng của chúng con noi theo. Hiện tại đạo tràng và chúng thanh niên Phật Quang Ba Miền có rất nhiều các câu lạc bộ và lớp học bổ trợ các kỹ năng như lớp lập trình, lớp kịch bản. Ủa, kịch bản gì vậy ta? Hội yêu rác. Đặc biệt, câu lạc bộ tiếng Anh là tâm huyết cũng như niềm hy vọng rất lớn của sư phụ. Sư phụ mong muốn cuối năm nay ai cũng phải đàm thoại được bằng tiếng Anh, kể cả các cô bác lớn tuổi, vì sư phụ đã 60 tuổi mà vẫn học tập rất chăm chỉ và đạt thành tích thủ khoa, thì không ai được lấy lý do già rồi mà không học tiếng Anh ạ. Rồi sau đó chêm vô câu tiếng Anh. Chàng ơi, đọc tới đây thấy đi chùa mà áp lực ngang vậy ta. Ly đây mà học hành còn không muốn nổi. Ở đó các cô chú bác lớn tuổi 60 tuổi rồi, người ta đã già rồi, người ta đi tìm cái sự thanh tịnh, người ta đi tìm cái sự tịnh tâm, mà vô chùa cái áp lực quá vậy. Phải học cho được tiếng Anh, không được lý do già mà không học được. Nhưng mà đâu phải ai cũng là nhân tài đất Việt được như sư phụ của chúng thanh niên đâu. Riết rồi có cảm tưởng như những người trong Phật Quang này muốn làm cha làm mẹ của chúng sanh Phật tử quá. Đi đọc tiếp. Vì vậy để noi gương sư phụ, chúng con kính mong tất cả các cô bác và huynh đệ của mình cùng học tiếng Anh bằng cách tham gia các câu lạc bộ tiếng Anh tại Hà Nội, Hồ Chí Minh và tham gia group viết 50 câu tiếng Anh mỗi ngày online ạ. Tối ngày rủ rê tụ tập không hen. Một lần nữa chúng con kính chúc mừng sư phụ và quý thầy cô đã trở thành những cử nhân luật và tiếp tục dạy dỗ chỉ bảo cho chúng con trên con đường chánh pháp thiêng liêng ạ. Ủa, những cử nhân luật mà dạy bảo, dạy dỗ, chỉ bảo cái gì trên con đường chánh pháp thiêng liêng? Hai chuyện này có liên quan gì nhau không ta? Thưa quý vị, quá trời nội dung trong cái bài viết của chúng thanh niên Phật tử Phật Quang Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2019 này.
Xin chúc mừng sư phụ và 22 cử nhân luật đang mượn chùa để nương náu. Báo Người Lao Động vừa đăng tải cái bài này, Bộ Giáo dục Đào tạo cần sớm công bố bằng bổ túc cấp 3 dư luận đang quan tâm. Dư luận đang rất quan tâm việc công bố thông tin liên quan đến tấm bằng tốt nghiệp cấp 3 bổ túc văn hóa mà các cơ quan vừa xác minh. Những ngày vừa qua, mạng xã hội xôn xao về một bằng tốt nghiệp cấp 3 bổ túc văn hóa của một người đàn ông. Thông tin trên tấm bằng này được cấp ngày 12 tháng 7 1989 có chữ ký của bà Vương Thị Tần, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. Các cơ quan chức năng vào cuộc xác minh thì xác định người này không có tên trong danh sách tốt nghiệp cấp 3 bổ túc văn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thôi xong rồi. Như vậy là các phóng viên đã đến Sở Giáo dục để xác minh và xác định là cái người đứng tên trên cái bằng này không có thi cũng không có trong hệ thống được cấp bằng tại Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. Nói theo cách khác, bằng này là cái bằng giả. Vậy tức là cái bằng cấp 3 này không phải của sư phụ rồi. Vậy cái bằng cấp 3 của sư phụ ở đâu? Vậy rồi cái tên này không có tên trong danh sách tốt nghiệp cấp 3, vậy là chưa có tốt nghiệp cấp 3, vậy thì bằng tiến sĩ làm sao? Cộng đồng mạng chị Nguyễn Thị Thảo Hương nhận xét, 90% các thầy giờ bằng đại học tới tiến sĩ là bằng thật, nhưng học giả hoặc bằng giả hoàn toàn, dùng bằng để thao túng tâm lý, để thăng tiến. Nhưng như thế là, thứ nhất, các thầy sử dụng tiền cúng dường từ sức lao động khổ cực của ba tánh thập phương cho mục đích cá nhân phí phạm. Thứ hai, các thầy vi phạm giới nói dối, lừa đảo thì làm sao dạy mọi người, trong khi năm giới đầu đã phạm thì nói gì 250 giới hay 348 giới. Thứ ba, các thầy còn chưa buông bỏ được mà còn tham chức, tham quyền, tham danh, tham lợi, sân si quá nhiều. Thì sao làm gương và dạy cho Phật tử cho thành? Chị này nhắc tới chữ học giả, thưa quý vị. Khầy đầy học nhiều nên người ta gọi khầy là học giả. Rồi khầy luôn tỏ ra đạo đức nên người ta gọi khầy là khầy đạo đức. Kết hợp với khầy học giả với khầy đạo đức lại thành khầy đạo đức giả. Ly học ít nên nói tới chữ nghĩa chỉ nghĩ được vậy thôi, còn quý vị nghĩ sao? Ly có mấy thắc mắc sau đây. Quý sư thầy sư cô đã đi tu rồi còn đi học lấy bằng cử nhân luật làm gì? Và một chùa mà có tới 22 bằng luật sư và một bằng tiến sĩ luật, vậy động cơ mục đích gì? Ông Quang và 22 người trong chùa cùng học một khóa lấy văn bằng 2. Vậy văn bằng 1 của mọi người là thuộc trường đại học nào? Riêng ông Quang thì đã được cho biết là đã tốt nghiệp đại học ngoại ngữ ngành tiếng Anh năm 2001. Nay trường đó là trường đại học Hà Nội. Quý vị xem cái cách dạy phát âm tiếng Anh của một người có văn bằng 1 đại học ngoại ngữ chuyên ngành tiếng Anh đây nè. Quý vị có hiểu gì không ạ? Phật tử nào mà học tiếng Anh của ông thầy này coi bộ là giỏi tiếng Anh hơn người bản địa luôn đó. Ví dụ chữ thinh đi, rồi đọc sao? Thờ cộng sờ rồi chia hai, rồi đọc sao quý vị? Mới đầu nhìn vô Ly tưởng ông giảng toán lý hóa gì đâu không hả? À? Thiệt là nhức cái đầu với sư phụ. Còn những người khác thì sao? Đã tốt nghiệp đại học trước hay là sau khi đi tu? Nếu đã tốt nghiệp đại học văn bằng 1 trước khi đi tu thì tại sao không tham gia vào các hoạt động làm việc ngoài xã hội để góp phần phát triển gia đình đất nước mà lại chọn đi tu? Rồi khi đi tu tại sao lại đi học tiếp lấy cái văn bằng 2 làm cái gì? Đã chọn đi tu sao còn học tiếp? Muốn học tiếp sao lại đi tu? Lấn cấn quá. Hơn nữa, đã đi tu sao còn cần nhiều bằng cấp như vậy? Để làm gì? Và có ai có bằng cấp gì liên quan bên học viện tôn giáo chưa? Thưa quý vị, tổng 23 người ở Thiền Tôn được cấp bằng. Lý do rằng đây là một cái kỷ lục thật sự. Một ngôi chùa có 23 luật sư, còn chưa biết còn ai có bằng khác hay không nữa đó. Vậy thì trước giờ có phải những ai cứ muốn có bằng đại học thì cứ gia nhập vào cái chỗ này thì nhanh chóng có bằng hay không? Có bằng cử nhân luật xong, chỉ cần lấy chứng chỉ một cái nữa là hành nghề luật sư luôn đó. Giả sử cái chùa này mà có tranh chấp đất đai gì với ai ha, mà trong chùa thấy có tới một tiến sĩ luật và 22 vị cử nhân luật, thì ai mà làm lại chùa? Có nước họ cúng luôn đất đai cho chùa để được khen có tâm đạo thôi. Chứ nhìn cái dàn tăng ni ham học ngoại đạo thế kia thì không biết họ đã học và hành đủ các giới nhà Phật chưa? Họ có tuân thủ nghiêm túc các giới nhà Phật hay không? Trong đó có việc không nói dối. Các vị tu hành là không nói dối. Người tu hành phải nghiêm túc thực hiện và ngày ngày giờ giờ khuyên Phật tử thực hành nghiêm túc các giới nhà Phật.
Vậy nếu không làm được thì chỉ có thể là tà ma ngoại đạo hoặc là phường lừa đảo đúng không? Chứ người tu thật thì ngày ngày người ta lo học đạo để cho tinh tấn, chứ còn đi học ở trường ngoài đời như thế này thì có phải là tu hay không? Phật tử cúng dường tam bảo cho chùa, cho các tăng ni để làm công tác Phật sự, để có thể hoằng dương Phật Pháp. Nhưng rốt cuộc thì quý vị sử dụng thời gian của quý vị, tiền bạc của quý vị để đi học những cái ngành nghề ở bên ngoài. Chèn đét ơi, một ngôi chùa mà trong vòng 3 năm đã cho ra tới 20 mấy vị cử nhân luật, thiệt là quá xá ngưỡng mộ luôn rồi. Trong khi đó một em sinh viên đã lên tiếng như thế này: chị yêu biết không, bọn em học toàn thời ở đại học, chày vi chốc phẩy, học xém khùng luôn, luôn cả đi thực tập, mất 4 năm ròng rã mới thấy được tấm bằng cử nhân. Chỉ mất 17 tháng vừa học vừa thuyết giảng đạo vụ mà thỉnh được văn bằng tiến sĩ. Tin chắc Đại học Hà Nội chỉ chuyên đào tạo quái sĩ. Liên quan đến cái vụ 17 tháng thần tốc này, xin mời quý vị nghe một đoạn phân tích thẩm định của tiến sĩ Vũ Thế Khanh. Ông là giám đốc Liên hiệp Khoa học Công nghệ Tin học ứng dụng UIA. Và qua cái phần phân tích thẩm định về năng lực đặc biệt của ông Chân Quang, quý vị sẽ hình dung được cái bằng tiến sĩ của ông ấy là thật hay là giả, ông ấy có phải là tiến sĩ giấy hay không. Mời quý vị. Cháu xin chương trình khảo nghiệm về các khả năng đặc biệt về tâm linh ngoại cảm cho chúng cháu được biết ông Chân Quang có phải là trường hợp đặc biệt, nhân tài đặc biệt không? Vâng. Đó. Và đây một số câu khác tương tự như vậy. Thì hôm nay thì trả lời chương trình là chúng tôi chỉ phân tích thôi. Chúng tôi không đánh giá yêu ghét cụ thể đâu, mà tôi phân tích để các quý vị ai cũng có trí tuệ của mình. Và chúng tôi đưa ra các thông số thì các quý vị tự kết luận và đánh giá nó phải hay là nó trái. Đấy. Bởi vì trước hết chúng tôi đồng ý với bạn là bạn nói rằng ông Chân Quang có phải là đặc biệt không, thì chúng tôi cũng công nhận ông có khả năng đặc biệt, chứ không phải không, có khả năng đặc biệt. Nhưng cái đặc biệt đấy ở dạng nào? Thì trong khoảng 30 năm nghiên cứu của cơ quan UIA cùng với Viện Khoa học Hình sự và Trung tâm Bảo trợ Văn hóa Kỹ thuật Truyền thống, thì chúng tôi đã phân biệt 4 dạng đặc biệt chứ không phải một dạng đâu. Các bạn nên nhớ này, đặc biệt loại thứ nhất là với khả năng thực sự khác thường. Đặc biệt mà, thì nó phải khác bình thường. Chứ còn nếu khả năng ai cũng làm được thì ta không gọi là đặc biệt. Vì đặc biệt là có cái hàng nghìn người, hàng vạn người, thậm chí hàng triệu người mới làm được cái việc như vậy thì người ta gọi là đặc biệt. Đó, đấy tức là khả năng thực sự khác thường. Đấy là gọi là khả năng đặc biệt. Trường hợp thứ hai về đặc biệt là cái khả năng cũng có khả năng, nhưng mà với khả năng là chùm lừa đảo, là mánh khóe. Cái trường hợp này là gì? Là ngoại cảm dởm, tâm linh dởm. Cái loại thứ ba chúng tôi cũng nghiên cứu về đặc biệt là do gì? Họ cũng không chủ mưu, nhưng do họ mê muội thôi. Họ ảo tưởng đấy, hoang đường đấy. Chính họ nhiều người họ lừa cả chính họ. Họ cũng nghĩ là họ là thần, là thánh đấy. Nghĩa là ông nọ ông kia đấy. Họ nghĩ là họ là Phật đấy. Có khi họ cho là họ Bồ Tát, hoặc là từ là thiên đình rơi xuống ấy, hay là có nơi là cả nhà hóa Phật ấy. Tự xưng là ông nọ bà kia, tự xưng là Phật, tự xưng là Bồ Tát, tự xưng là chánh tăng chánh đạo, thì là tự nghĩ mình là đặc biệt, tức là họ hoang tưởng là nói. Có những người đứa trẻ em cũng thế, mà người lớn có người họ hoang tưởng là nói chứ, họ lừa chính họ chứ. Là người ta ngộ nhận đấy, xã hội nhầm và cái đối tượng này cũng nhầm luôn đấy. Và có những người có khả năng tầm thường thôi, nhưng tự huyễn hoặc mình đó là là Phật đấy, là Bồ Tát đấy, là tôi là tu như vậy, là chánh đạo đấy. Số sau chúng tôi sẽ chia sẻ một người bây giờ cũng là tầm thường, rất tầm thường, nhưng là nó tung hô đấy là Phật tái thế, là Bồ Tát tái thế, là tu như vậy mới là chánh đạo. Đấy là sự ngộ nhận do cái trình độ, là do đói đạo, do là hiểu biết không sâu sắc thế nào là đặc biệt và thế nào là không đặc biệt, và do hiểu biết không kỹ. Thế đỏ tưởng chín, không ạ? Cho nên là đánh giá nhầm. Thế thì nó gọi là sự huyễn hoặc chính mình. Đấy là trường hợp đặc biệt thứ ba. Cái đối tượng ấy trong xã hội rất nhiều. Có người tự nhận hoang tưởng mình là khả năng đặc biệt, nhưng cũng có người tu hành cũng tự phong cho mình là Phật, là Bồ Tát đấy. Có người là tự phong cho mình là trưởng lão đấy, tự phong cho mình chức vụ này cũng ghê lắm, tự phong đấy, ghê lắm. Võ sư này võ sư khác đấy, tự nhiên phong, rồi là tu sư này sư khác tự phong cho mình. Đấy là trường hợp thứ ba nhé các bác nhé. Còn trường hợp thứ tư,
Cái đặc biệt thứ tư là do mưu mẹo và mánh khóe. Do mưu mẹo và mánh khóe, dùng cái thủ thuật ngụy biện mang tính bên ngoài nhìn ra giống như khoa học ấy. Đấy, và trong siếc người ta gọi là ảo thuật ấy, rất tinh vi. Người đời các bác có thấy là trên sân khấu họ làm ảo thuật có giỏi không? Họ đánh cháo cái này, đánh cháo cái kia, rồi có khi chùm cái này mở ra lại ra người khác, tức là rất là tinh vi. Trong gọi là siếc người ta gọi là ảo thuật, mà trong khoa học ấy là đánh cháo khái niệm rất tinh vi, như kiểu bắc cầu nhìn ra có vẻ rất là khoa học và rất là hợp lý, đưa ra một cái tiên đề gần như là ai cũng thấy là đúng, nhưng mà rồi suy diễn sang một cái lát léo khác. Đấy gọi là cái bẫy của thuyết tam đoạn luận. Với ông Trân Quang ấy thì học cấp 3 cũng là bổ túc, rồi là học đại học cũng là tại chức, rồi là gì, làm luận án tiến sĩ cũng là luận án bổ túc siêu tốc. Vậy có thuộc loại đặc biệt không? Và có phải là tài năng siêu việt của Việt Nam ta không? Nghe bên ngoài thì đúng là như vậy, mà thấy các đệ tử của ông Thích Trân Quang tán dương thì nghe ra cả thế giới cũng kinh. Không kiểu đâu. Mà đề tài của ông thì gớm lắm. Đề tài của ông nghe tên của nó thì là chúng ta thấy là đề tài cũng nghe cái chữ thì cũng khiếp lắm. Đấy, cho nên là đề tài của ông là gì? Nghĩa vụ con người trong luật pháp quốc tế và Việt Nam, nghe cái chữ đấy đã có tính mới, thì tính kỳ đặc rồi đấy. Đấy. Vậy thì sao? Đấy, chúng ta thấy rằng là tôi thì hiện nay tôi đánh giá ông Trân Quang cũng là người có khả năng đặc biệt. Nhưng mà không phải có một mà năm cái đặc biệt nữa. Năm cái đặc biệt chứ không phải một cái đặc biệt đâu. Đấy thì theo mà tôi nghĩ tạo ra cái đặc biệt như ông Trân Quang ấy, thì ông ta có phải là đặc biệt hay không thì chúng ta sẽ bàn sau. Nhưng tôi nghĩ anh ta như Hòa Thượng Thanh Từ đã nói, gọi là cái chú Trân Quang đấy, là chú khá thông minh. Nhưng tiếc rằng cái dùng thông minh ấy, vào cái mánh khóe thứ tư như tôi vừa nói, thì nếu như mà chúng ta làm chính trị thì có thể là sẽ vào cái kênh luồn lách và tham nhũng. Bởi vì cái anh luồn lách tham nhũng nó thông minh lắm, nó tìm hiểu vấn đề, nó biết được cái ngõ ngách nào là nó len vào đấy nhanh lắm. Cho nên là cái thông minh của anh Thích Trân Quang ấy, thì đi vào cái khoán, nếu như anh này mà làm về chính trị thì rất giỏi, nhưng chính trị tham nhũng thì rất siêu, luồn lách và làm vào các cái ngõ ngách thì anh rất giỏi. Và nếu anh ta làm kinh doanh thì lừa gạt làm hàng giả cũng rất giỏi. Nhìn thấy người ta làm gì thì anh làm ngay đấy, làm giả đấy, làm có thể là nó gọi là ăn cắp cái mốt hay logo người khác cũng rất là siêu đấy. Hay là hoặc là gì, anh ta kinh doanh thì anh cũng là trốn thuế một cách có hạn, kể cả anh thuế cũng không biết được đâu, rất giỏi. Và nếu anh ta đi tu thì theo cái trường hợp đặc biệt thứ tư là đi theo tà đạo như Hòa Thượng Thanh Từ nói, là gì, thông minh nhưng đi theo tà đạo, cho nên khi thầy tổ, khinh sư diệt tổ. Đấy, nói xấu của thầy tổ. Và anh ta lại còn khoe là giỏi hơn cả Đức Phật ấy. Phương pháp tu của anh ta còn nhanh hơn cả Đức Phật ấy. Anh ta nói thế. Còn nhưng mà nếu anh ta làm khoa học ấy, thì rơi vào là ngụy biện. Anh ta ngụy biện cho khoa học rất tinh vi, và có khi cả hội đồng khoa học chưa nhận ra sự tinh vi của anh ta. Đấy, chứ chưa nói gì đến những người bình thường. Thế thì nói ra thì chúng ta nói xuông xuông thế thì cứ quy kết cho anh Trân Quang thì chúng ta phải có bằng chứng. Nên nó cứ chửi nhau oàng oàng như vậy, khoác cho người ta cái danh hiệu mà chúng ta không đưa ra bằng chứng thì người ta cũng không phục đâu. Mà cái đệ tử của anh Trân Quang nó có hàng trăm hàng nghìn người, thì tôi mà khen anh Trân Quang thì cả làng họ nhảy vào vỗ tay. Nhưng mà tôi mà chỉ ra những cái đấy thì họ mới ấy được. Chứ còn tôi xin lỗi các bạn, tôi không gọi Trân Quang là thầy, vì nó sao mà thầy tôi được. Vì anh Trân Quang ngày xưa ấy là thực ra mà nói là đệ tử của Hòa Thượng Thanh Từ. Hòa Thượng Thanh Từ ngày xưa đặt cho Trân Quang là gì? Là Thông Huyễn. Sau khi đi phụ giới của Hòa Thượng Thanh Từ với cái pháp danh như vậy thì Hòa Thượng cũng phải nhận anh này lanh lợi lắm, thông minh, lanh lợi lắm. Người anh ta cũng vì lắt léo mánh khóe làm vi phạm một số quy định của Sơn Môn, vì là khinh khi chê cả thầy tổ, vì là nói năng, không những nói năng mà cái thái độ còn ngạo mạn,
vi phạm pháp giới và môn quy, cho nên bị hòa thượng khai trừ ra khỏi pháp môn, không còn là sư nữa. Và lúc này ông ta đi theo ông Thông Lạc, và Thông Lạc đặt cho pháp hiệu là Trấn Quang. Sau này ông cũng không đi theo ông Thông Lạc nữa, mà ông đi làm một cái phái riêng của ông ta. Thì phái riêng này ai công nhận cho ông ta thì tôi không biết, nhưng mà chắc chắn chúng tôi không gọi cỡ đấy là thầy đâu, bởi vì chẳng có gì liên quan đến chúng tôi. Xã hội gọi ông là thầy Trấn Quang, mặc xã hội không liên quan. Nhưng tôi công nhận rằng với một cái gì đặc biệt thì tôi cho rằng cái anh chàng Trấn Quang này là một loại đặc biệt. Đấy. Đặc biệt là gì? Nó như Hòa Thượng Thanh Từ nói, cũng thông minh, là cũng đạo Phật thì những cái ngũ giới của Phật mà anh còn sửa sang cái kiểu của anh, cho nên là anh sẽ đi theo con đường tà đạo và lái cái đạo đi theo một con đường khác. Vậy thì còn nền khoa học thế nào? Nền khoa học thì anh rơi vào cái hệ ngụy biện, anh ngụy biện là chính. Học bổ túc rồi làm tại chức, làm tiến sĩ với thời gian siêu tốc, thì trước hết chúng tôi sẽ cung cấp một chút thôi thông tin để các quý vị, những người nào mà chưa làm tiến sĩ thì có thể dễ hình dung, chứ còn những người làm tiến sĩ thì họ thừa hiểu, nhắc lại bình thường. Thì một người làm luận án tiến sĩ thì trước hết học thạc sĩ phải hoàn thành ít nhất là 24-28 cái tín chỉ của các môn học đấy. Và chưa kể trong 24-28 cái môn này thì phải học triết học và ngoại ngữ thì riêng, và muốn hoàn thành cái này đứt 2 năm rồi đấy. Anh làm thạc sĩ, mà trong cái việc trong cái buổi bảo vệ luận án tiến sĩ này, cái cô hướng dẫn viên, tức là cô Liễu ấy, thì nói rằng anh này đã học, đã có bằng thạc sĩ, thì bằng thạc sĩ thì mất 2 năm rồi đấy, con người ta nó phải mày mất 2 năm phải làm cô Trần Kim Liễu. Thế thì ở đây chúng ta thấy rằng là anh ta làm thạc sĩ phải mất 24-28 tiến chỉ, không kể triết học ngoại ngữ thì mất 2 năm. Thứ hai là nghiên cứu sinh ấy. Khi anh đã nghiên cứu sinh thì anh thêm từ 6-12 tín chỉ nữa. Và cái này để sau khi bằng thạc sĩ thì cái này cũng phải mất ít nhất 1 năm mới hoàn thành. Rồi làm 3 cái chuyên đề liên quan đến cái đề tài ấy, 3 chuyên đề này phải thêm 6 cái tín chỉ nữa. Vậy có ít nhất 3 cái bài báo. Bài báo này phải làm gì? Bài báo phải chuyên môn, phải đăng trong tạp chí chuyên ngành đấy, trong và ngoài nước, hoặc là đăng trong kỷ yếu hội thảo khoa học chuyên ngành. Phải đủ 3 điểm, 3 bài báo được. Và phải tổ chức báo cáo qua 2 hội đồng cơ sở và hội đồng cấp bộ. Vì ngày xưa ấy là hội đồng cấp bộ, thì bây giờ người ta chuyển cho trường, học viện đứng ra tổ chức. Thì thời gian ấy, đây là tôi nói thời gian tối thiểu và bắt buộc nhé. Tối thiểu và bắt buộc, không thể ngắn hơn. Đấy, tôi nói tối thiểu và bắt buộc này. Thời gian không kể học 35-40 tín chỉ, không kể, mà sau khi trúng tuyển rồi có thông báo trúng tuyển sinh thì ít nhất sau chờ 1 tháng tối thiểu thì anh mới có kết quả trúng tuyển và bắt đầu vào khóa đào tạo sau 1 tháng. Trong cái quá trình làm luận án tốt nghiệp tiến sĩ thì phải phản biện kín, điều này bắt buộc, không thể nhanh được, giống như trẻ đứa trẻ chữa không thể vội vàng tập trung 9 người phụ nữ đẻ một lúc được, không có chuyện đấy. Đẻ 1 tháng, mỗi người chữa 1 tháng đẻ ra đứa trẻ con, không có chuyện đấy đâu. Cho nên là điều gì? Là phản biện kín của 2 chuyên gia phản biện tối thiểu phải mất 15 ngày, có khi phải mất từ 2-3 tháng, nhưng tôi có ít nhất là 15 ngày thì các chuyên gia phản biện mới trả lời. Và nếu có bổ sung anh chưa hoàn thành thì bổ sung phải trong vòng 3 tháng. Nhưng tôi lấy cái nhỏ nhất là hết 15 ngày. Sau đó thì trước khi bảo vệ phải gửi cho 7 cái thành viên trong hội đồng giám khảo. Tiến sĩ mà phải 7 thành viên, và 7 thành viên này phải đọc tối thiểu 15 ngày. Chứ không phải anh đưa cho người ta cái bảo ông mai tôi bảo vệ, không có chuyện đó. Hội đồng giám khảo phải đọc thêm ít nhất là 15 ngày, có khi phải nhiều hơn. À. Rồi là gì? Sau đó đủ cái điều kiện là phải đăng trên báo Nhân Dân hoặc báo cơ quan nhà nước trước khi bảo vệ, là đăng trong 15 ngày để cái đề tài này canh toàn dân thiên hạ được biết, cả trong ngoài nước được biết là có một cái đề tài như thế. Ít nhất anh phải đăng 15 ngày để cho người ta xem, chứ anh không phải sân xú đâu. Sau đó anh trưng bày trong thư viện của đơn vị đào tạo 1 tháng để cho mọi người đến đọc. Đó. Rồi anh nộp cái lưu triểu ở Thư viện Quốc gia để ai đến lấy xem thì xem. Và
đồng mà cơ sở đào tạo phải đăng toàn văn nội dung luận án, được hội đồng chấm luận án bỏ phiếu, đã bỏ phiếu xong phải đăng chính thức lên trang website thông tin của Bộ Giáo dục. 3 tháng xem xét xem có ai ý kiến phản hồi, xem người ta có phản đối cái đề tài này không, hoặc là anh ấy trùng với anh khác, hoặc là anh ăn cắp của người khác trên thế giới hoặc trong nước thì sao. Cho nên buộc lòng phải có một thời gian đó, thời gian để cho cả xã hội người ta nhìn. Đấy là điều kiện bắt buộc. Đấy, đây là điều kiện bắt buộc. Đó, phải 3 tháng xem xã hội có ai phản đối cái đề tài này không. Anh đề tài này anh làm nhái của người này người khác, anh phải đăng lên thời gian người ta chờ, anh không thể ngắn hơn được. Như vậy thì tổng cái thời gian từ khi anh nhận được thông tin anh trúng nghiên cứu sinh và đến khi anh chờ cho cái thông tin để cho cả xã hội, cho cả thế giới biết có một đề tài như vậy thì phải mất tối thiểu là 8 tháng. Đấy, còn dài thì có khi phải 24 tháng. Nếu như đề tài chấm sai sót thì làm đi làm lại nó kia phải mất 21 tháng, nhưng ít nhất không dưới 8 tháng để làm cái khâu này. 8 tháng này là 8 tháng bắt buộc, không phải là bất kỳ một hệ hội đồng nào có bỏ qua được cái việc đó để nói các bác. Vậy thì thời gian là mất, thời gian cứng mất 8 tháng rồi. Và sau 8 tháng này thì các bước nếu không có ai kiện tụng gì nữa thì bắt đầu mới được ký bằng, mới được ký bằng công nhận tiến sĩ. Vậy ông Vương Tấn Việt đi từ lúc công bố đỗ nghiên cứu sinh đến cấp bằng, được cấp bằng đến khi nhận lên chụp ảnh quay phim nên là tổng cộng là 28 tháng, thì phải trừ đi 8 tháng bắt buộc phải chờ thủ tục, bắt buộc chờ thủ tục chứ anh không ngồi trên thủ tục được, bắt buộc phải chờ thủ tục, thì chỉ còn thực tế làm có 17 tháng thôi. Đi siêu tốc với mọi người cứ bảo làm hơn 2 năm nhưng thực ra là làm có 17 tháng thôi. Chưa nói đến cái nội dung có phù hợp hay không tôi không nói, bởi vì chắc là cái hội đồng chấm thi thì ông nào chẳng nhận ra đây là có tính mới, đây là tính phù hợp vân vân, thì chúng ta không bàn đi sâu vào nội dung nữa. Cái nội dung ấy để cho các chuyên gia trong ngành luật người ta nói, chúng tôi không phải chuyên gia đó, cho nên chúng tôi chỉ nói là gì, là cái chỉ có 17 tháng từ làm cho gần 40 tín chỉ cộng với 3 bài báo rồi cộng với 3 cái chuyên đề cộng với tất cả các thứ hầm bà làng lại chỉ có 17 tháng thôi chứ không phải 25 tháng đâu. 25 tháng là kể từ khi nhận cho đến khi giờ cái bằng tốt nghiệp lên để quay phim chụp ảnh. Bởi vì chúng ta phải nên nhớ là khi anh làm xong rồi anh phải đăng lên để cho thế giới, bản dân thiên hạ người ta nhìn xem cái đề tài này như thế nào. Anh buộc lòng anh phải chờ chứ không phải cái anh bảo vệ hôm qua cái hôm nay em ký ngay thì ông phạm pháp luôn, không có chuyện đó. Anh phải chờ, cái đấy là luật bắt buộc phải như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy là 17 tháng để làm các bước học chương trình từ thạc sĩ, rồi làm chuyên đề bắt buộc nghiên cứu sinh, rồi vừa viết luận văn thì chỉ có 17 tháng làm chuyên môn thôi. Vậy chẳng phải siêu tốc thì là cái gì?